Ngay sau khi đội tuyển Pháp bị loại khỏi Euro 2020, tiền đạo Kylian Mbappe đã xin lỗi người hâm mộ trên mạng xã hội rằng Kylian Mbappe được giao trọng trách thực hiện pha sút cuối cùng trong loạt đá penalty căn nạo với đội tuyển Thụy Sĩ đêm qua. Tỷ số phạt đen là 4-5. Tiền đạo tuyển Pháp đã không có đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực và thực hiện không thành công cú sút. Cú sút của anh đã bị thủ thành Chan Sommer của Thụy Sĩ hóa giải dễ dàng, đẩy ứng cử viên số 1 Pháp vào thế bi kịch bị loại sớm. Và trước khi bước video, hãy nhấp vào link kênh thứ 2 của chúng mình được đặt ở dưới phần video để ủng hộ cho kênh nhé. Trong bóng đá, những cú phạt đền là những thời cơ tốt nhất để ghi bàn khi cầu thủ thực hiện được đặt vào trong một vị trí, tư thế hết sức thuận lợi. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Thực chất, để có một cú sút phạt đền thành công, đòi hỏi người sút rất nhiều yếu tố. Các cầu thủ có giàu kinh nghiệm đến đâu thì cũng cần có kỹ thuật đá phạt và một tâm lý vững vàng. Có rất nhiều cầu thủ đã đi vào lịch sử nhờ những cú đá phạt siêu phẩm. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cầu thủ đã thực hiện những cú sút phạt mà đá bay chiến thắng của đội mình. Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem những cú đá phạt đền tai hại của các cầu thủ ngôi sao 2021. Cú sút phạt đền hỏng của Kylian Mbappe đã khiến Pháp bị Thụy Sĩ loại khỏi Euro 2020 rạng sáng 29 tháng 6. Mbappe được huấn luyện viên Didier Deschamps trao nhiệm vụ thực hiện quả phạt đền cuối cùng trong năm loạt đầu tiên. Lúc này tỷ số là 5-4 cho Thụy Sĩ. Áp lực nặng nề dồn lên vai Mbappe, người đã chơi không tốt từ đầu trận. Mbappe sút bóng về góc cao bên trái. Tuy nhiên, thủ môn Jan Sommer phán đoán chuẩn xác và cản phá thành công, khiến tiền đạo của PSG trở thành tội đồ. Bởi đây là khoảnh khắc quyết định khiến Pháp thua Thụy Sĩ trên chấm luân lưu và Les Blues chia tay Euro 2020 từ vòng 1/8. Croatia đã đánh bại Đan Mạch 3-2 trên chấm 11m để tiến vào tứ kết World Cup 2018. Ở trận đấu này, tiền vệ Luka Modric suýt chút nữa đã trở thành tội đồ của Croatia. Theo đó, phút 114, Croatia được hưởng một quả đá phạt 11m sau khi Matthias Jorgensen phạm lỗi với Ante Rebic trong vòng cấm. Luka Modric bước lên chấm đá phạt, tuy nhiên anh lại không thắng được thủ thành Kasper Schmeichel, khiến trận đấu phải bước vào loạt đá penalty cân não. Rất may cho Modric là Croatia đã giành chiến thắng, nếu không anh sẽ bị chỉ trích rất nhiều. Trận đấu giữa PSG và Barcelona ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa vừa qua, vị thần trong khung cổ PSG, Kylian Navas đã thực hiện 10 pha cứu thua, tiêu biểu là pha cản phá cú phạt đền của Messi. Qua đó cầm chân Barca với tỷ số 1-1 và thắng chung cuộc 5-2, đưa Paris Saint-Germain giành vé vào tứ kết. Có lẽ De Gea không thể ngờ sẽ có một ngày anh phải lĩnh luôn trọng trách xuất luân lưu như các đồng đội tuyến trên trong trận chung kết Europa League với Villarreal. De Gea tiến vào vòng cấm, đặt quả bóng cẩn thận lên chấm đá phạt và từ từ lùi ra phía sau. Một sức ép khủng khiếp đang được đặt lên đôi vai của thủ môn 31 tuổi và De Gea đã không thể chiến thắng người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Anh không thể vượt qua áp lực trĩu nặng ngàn cân trong thời khắc quyết định, do đó đánh rơi chiếc cúp vô địch cho đối thủ Villarreal. Ngôi sao Neymar đã không thể ghi bàn từ cự ly 11m sau khi mắc bẫy tâm lý của thủ môn Fred trong trận đấu cuối cùng của Paris Saint-Germain tại League One mùa 2020-2021. Thủ môn Gauthier Lassonneur của Fred đã đứng lệch hẳn về bên trái khung thành, nhường hẳn 2/3 không gian dứt điểm cho Neymar. Nhưng thay vì tự tin dứt điểm,
người từng lợi dụng Barca đã không chịu nổi áp lực để rồi sút bóng đi chạy cột dọc bên phải. Trò đấu trí của Lasone đã thành công, khiến cho những người hâm mộ bóng đá coi quả penalty của Neymar là một trong những quả phạt đền tồi tệ nhất mọi thời đại. Ngôi sao Gareth Bale chính là tâm điểm tại trận đấu thắng 2-0 của xứ Wales trước Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng A Euro 2020 với một cú đúp kiến tạo. Không những vậy, chân sút đang khoác áo Real Madrid còn ghi dấu ấn với cú sút phạt đền tệ hại khiến anh lập kỷ lục đáng buồn tại giải đấu. Cú sút 11m bắn chim của Bale khiến anh ngay lập tức trở thành tâm điểm chế giễu của cộng đồng mạng mặc những đóng góp to lớn của anh trong trận đấu. Ở trận đấu với Liverpool tại vòng 23 ngoại hạng Anh, Man City đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trong thời gian hiệp 1 khi Gundogan sút hỏng quả 11m ở phút 37. Pha bỏ lỡ đáng tiếc này của UK Gundogan khiến huấn luyện viên Pep Guardiola đã chỉ định cái tên sẽ thay thế anh thực hiện những quả phạt đền của Manchester City trong tương lai. Ronaldo hóa tội đồ đá hỏng quả penalty quyết định khiến Juventus bị Atalanta cầm hòa 1-1 ở vòng 12 Serie A. Đó là tình huống sút bên ngay phút 61 khi được hưởng 11m. Ronaldo đã có pha dứt điểm quá hiền để thủ môn Gollini đổ người ôm gọn bóng và qua đó gián tiếp giúp Atalanta hòa 1-1 ngay trên sân Juventus. Từ chỗ là kỳ vọng hàng đầu của Barca cho trận đấu với Eibar, Martin Braithwaite rốt cuộc đã trở thành nỗi thất vọng ghê gớm là tội đồ dẫn đến việc đội bóng xứ Catalan bị chia điểm ngay trên sân nhà. Đá cao nhất trên hàng công Barca trong một trận đấu không có siêu sao Messi, đáng ra Braithwaite đã có thể tự tin tỏa sáng bằng những bàn thắng trước đối thủ vốn đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga tính từ dưới lên. Thế nhưng, rốt cuộc, tiền đạo người Đan Mạch đã trải qua 90 phút không thể tệ hơn khi đá hỏng quả penalty, trực tiếp khiến Barca đánh rơi chiến thắng. Phút 41 trận Man City với Liverpool, De Bruyne có quả tạt đưa bóng chạm tay Joe Gomez, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR cho nửa xanh thành Manchester hưởng penalty. Chính De Bruyne lãnh trách nhiệm trên chấm 11m. Dù đã đánh lừa Alisson, số 17 của Man City vẫn không thể ghi bàn. Anh dứt điểm chệt cột dọc khung thành của Liverpool, qua đó bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Với đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng khi thực hiện những cú phạt đền vẫn có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Điều đó đã cho thấy việc thực hiện những cú phạt đền thực sự không phải là một điều dễ dàng. Vấn đề không phải nằm ở kỹ thuật mà chính là tâm lý của các cầu thủ. Họ phải chịu một áp lực khổng lồ khi thực hiện đá phạt đền, nhất là những cú đá phạt đền mang tính quyết định. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!